An chào cả nhà nha. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Huỳnh Văn An Fishing. Thì hôm nay tiếp tục là em An cùng với bố sẽ đi câu cá cả nhà. Hôm nay thì có thêm bác nữa, bác Tý nữa đi cùng nữa. Thì hiện tại em An đang có mặt tại hồ Gia Lâu cả nhà. Vừa tới nơi thì bắt đầu bố con với bác bắt đầu cắm trại nha. Đang dựng lều dựng trại đây. Bây giờ tiến hành nấu cơm nha. Giờ em An sẽ đi ra ngoài để cho quay cảnh cái khu vực đập cho nhà cùng xem nha. Thì em đang đứng gần, rất là gần bờ đập luôn cả nhà. Hồ Playpai nha. Một cái hồ rất rộng lớn ở Chư Bờ Rông. View rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy. View này mà sáng sớm mình đi câu cặp mé bờ, hoặc là ném lên những cái mô cỏ đấy, hoặc là đi xuồng hơi mình ném những cái khe, rất là đẹp luôn ha. Thì sáng nay thì mới tới để dựng trại thôi, nên là khả năng là chiều em mới đi câu nha. Và sẽ có rất là nhiều cái phương án để bắt cá ở cái hồ này. Đầu tiên là có thể là thả lưới nè, tiếp theo là câu lăn xê, nhưng mà em sợ câu lăn xê là được cá nhỏ và lại gốc khá là nhiều, và sẽ là câu lua vào buổi chiều, và tối chiều tối thì sẽ đi cắm câu và câu đêm cá lóc ở hồ này luôn. Rồi cả nhà cùng theo chân cái hành trình câu cá của em tại hồ Playpai nha. Một cái nơi rất tuyệt vời luôn em ơi. Ao rộng rãi cho anh em nào thích cắm trại thư giãn nha. Em có hỏi một số anh em ở đây rồi, nên là nếu mà cắm trại thì mình cắm trại trên mô cao một xíu, tại nhiều khi mưa lớn nha, những cái mô đảo sẽ bị ngập nước, là lúc đó là ngủ trên nước luôn. Nên là tốt nhất là anh em có tới đây cắm trại thì mình nên cắm trại trên cao một xíu. Giờ em An với bác Tý sẽ đi thả lưới nha. Đây, thả lưới. Thả lưới thì bác kêu là chọn khu vực nào có nước chảy xuống á, cá nó vô nhiều hơn. Nhưng mà em mới đầu tư tay lưới 60m để thả. Lưới này là lưới số 0 nha, bắt cá nhỏ được luôn. Giờ bắt đầu thả lưới nha cả nhà ơi. Thả lưới cần kinh nghiệm gì không bác? Hay là cứ thả thí xác, miễn sao không rối được quá ha. Mình giữ đầu này cho. Con tưởng là căng ra ngoài kia chứ. Đây cái nha, tay lưới đầu tiên nha, xem được có thu hoạch gì không. Ồ dính dính rồi bác ơi, dính dính rồi, trời ơi, à, dính dính quá trời luôn. Wow. Hay quá cả nhà ơi, à, kìa 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 kìa, đó đó đó, mới, ồ quá trời luôn kìa, trời 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 trời, hai con rồi, dạ, cục hả bác? Giờ đi gỡ ha. Bên đây được hai ba con rồi nè. Đây nè. Thả sứa xong rồi đi gỡ liền nha. Ui nó nhảy ra luôn. Ui nó nhảy tùm lum. Xảy ra bác? Mới thấy cầm mà. Đấy đấy. Bên kia. Kia lặng qua. Đấy. Như đây là một nồi kho tiêu là ăn cơm đúng bài buổi trưa luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà phải mất 90.000 mới có cá rồi. Đây là đi mua cá đây. Một cá 90. Ấy. Này hiệu quả quá ha. Dây chứ. Đây lưới kia chứ. Ui dù đây ba con luôn. Có cá sặc này. Ui đây sặc ngon này. Nhỏ con hay bắt cá sặc ăn lắm. Kho tiêu đúng bài. Quá đã luôn. Mày nhìn. Đấy. Chích mấy cái giống mà nè. Bữa con thấy người ta chích một ghê. Nhưng mà con to 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 không à. Cổ tay á. Mà đỏ 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 cơ, hay là cái he hay gì. Mưa xuống cái là đi vào thì bờ. Hai con. Cái này phải biết gỡ ba ha, mới gỡ rách hết lưới ha. Công nhận ai mà thiết kế ra cái lưới này hay thế ta. Đây là cá sặc đúng không? Ừ. Úi giời nhẹ quá ơi, nhẹ thôi. Mà nó bung cái này ra nó chạy mất rồi. Mấy con? Thì nó kéo bung này, nó có hai con ra. Đấy bắt căng thẳng vào đây cho khỏi chạy luôn được ha. À, bên kia là dính rồi, bên kia là dính rồi. Giờ kéo lại thẳng phát là dính hết luôn. Giờ nó chạy ra. Nó phi tùm lum mà.
làm cỡ 30 con là vô có nồi kho tiêu là ăn tới tới, tới mai luôn. Đấy, con kia thấy nhảy nhảy rồi đó. Quá im. Bây giờ mấy con rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Mấy con báo ra làm tay lưới cho nhanh thấy. Chưa tay lưới kia là đói cá là có đó. Chưa đi đâu chứ đi ra lâu mà không có cá ăn là gì quá dở không bác? Cho nó qua cột này luôn cho mình bác mình đi lùa. Lùa nhanh thấy. Ồ dính quá trời đây mà. Nãy không căng thẳng ha, căng thẳng là nó ở trong kia quá trời bác ha. Hôm nay con bác để nguyên tay lưới thả luôn hết rồi. Không. Gỡ đuối. Đây gỡ đi gỡ lại kiếm hình. Không có cá to bác ha. Mà sao con thấy không có rô phi nhỉ? Rô phi nó ở ngoài à? Dạ. Con mà gỡ lưới này chắc rách hết quá. Đây nha, quá trời luôn này. Con rớt mất con rồi, à nằm dưới. Cứ thả xuống đi. Thế cầm này mua giờ hết hồn. Chỗ làm mệt nghỉ luôn. Hên quá. Nên bác cắt chưa để dài cũng thua đó ha, quá ha. Để dài nói gỡ uống tôi biết rồi. Rồi giờ hai bác cháu để tay lưới đây nè, chiều ra thu tiếp chứ giờ gỡ nhiều cũng mệt lắm. Đây dính ngoài kia nháy 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 chỗ phao là dính rồi đó. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha, hôm nay là có bác Tí với bố cả nhà. Hôm nay là có cái món cá kho này, cá kho nãy vừa mới thả lưới cả nhà, quá đã luôn. Canh rau ngọt, canh rau ngót với mì tôm. Chung là bác với bố hôm với em hôm nay là ăn bình thường thôi cả nhà. Chiều nay còn có cá để mình làm nhiều món hơn nha. Rồi, ăn cơm xong là không nghỉ trưa luôn cả nhà ơi. Bác cháu bố con là bắt đầu soạn đồ để tí nữa đi câu nha. Thì đang soạn cần lua nè cả nhà. Cần lua. Hôm nay thì có hai cái cần mới, đó là cần han rua. Cần một cái cây cần ngang 2m4 đó. Và một cây cần đứng 2m7. 7 là của bố câu này. Mẫu cần này thì anh em đánh nháy thật nháy giả đều ok hết nha. Khoen Fuji. Đấy. Và tầm giá của nó chỉ 1 triệu thôi anh em. 1 triệu khoen Fuji. Câu mồi giả mồi thật đều ok. Hôm nay là test sùng mới này. Cần mới này. Đấy. Và có thêm cần cắm mới nữa nha. Đây là cần cắm. Cần cắm thì làm khoảng 42 cây. Đây đếm là 42 cây. Giờ đang một lưỡi nha. Tối nay sẽ đi bắt nhái và đi cắm đêm xem thử có cá không em. Rồi tiếp theo là cần lân xê. Lân xê hôm nay là đang ra 4 cần này. Đấy. Tí nữa bác sẽ ở nhà câu lân xê, còn em với bố là sẽ đi câu lua ha. Tại thời tiết đang rất là thuận lợi luôn nha. Trời nó chỉ hửng nắng một xíu thôi. Còn là đang mây đen, nó âm u xíu, trời nó mát. Thì chiều hy vọng là chiều nay cá nó sẽ vô những cái eo nhỏ để mình câu lua cá lóc nha. Thành phẩm. Bác cháu bố con bây giờ ngồi cục thì cũng nửa tiếng hồ xong dây cũng dây nhà bán này cả nhà, lưỡi nhà bán luôn nha. Anh em nào cần mua dây cục lưỡi câu cắm hay câu lăn xê câu lua gì đều có hết, mỗi cái cá là không bán thôi. Nghỉ trưa xong rồi bắt đầu triển khai câu lăn xê trước rồi cả nhà. Hôm nay là câu 4 cần lăn xê này, giờ em ăn sẽ trộn cám nha. Bác thì đang kiếm chỗ gác kịch này. Cam tổng hợp này thì có ngũ cốc này, nó thơm á. Xong mình cho nửa cám xả vô cho nó đỡ hao. Cá nó dễ lại nha. Đánh thân xê không cần thiết là hạt nhỏ, nó sạn nhiều càng tốt. Đúng ra là có thêm các nhiều thứ lắm. Chứ mà em làm thân xê thì em làm kỹ lắm. Nếu mà quýnh hồ á, hoặc là quýnh đập mà dễ câu á, còn đập này chà nhiều lắm, như xui. Rồi cho nước vô trộn đều thôi nè. Cứ một phần mồi, một phần nước là ok. Nha, móc bắp vào lưỡi nữa. Cái này đúng ra nhiều nhiều đồ lắm. Mà cá ở đây nó nhỏ, không cần làm mấy cái đó. Cá ở đây giống như cho ăn gì ăn nấy mà. Biểu là nó có về không thôi.
Gần thế bác. Thiếu cây rồi. Đây, đưa đằng sau vút. Đâu, cái này bên này mà. Nhìn theo dây chứ. Nhưng mà cái này không có cây nè. Để lấy cây. Đây. Vừa dàn xong trận của lăn xê cả nhà. Mà hôm nay quên mang cần tay không biết. Nếu mà có một cái cần tay ngồi gãy cũng đỡ buồn quá ha. Có cần tay gãy đỡ buồn hơn. Nhưng mà thôi giờ được rồi. Hy vọng là có cá nha. Cần của em gì ạ? Bây giờ em mang với bố là đi câu rê cá lóc nha. Giờ đi lấy thuyền thôi. Giờ là test sụt mới cả nhà ơi. Lần đầu tiên xuống nước. Thế nên là hạ thủy. Xem thử là khai xuồng, khai cành mới có được con lóc không? Cuồng mới, cành mới. Quên mang cái bơm theo không nhỉ? Rồi nó mềm quá, anh bơm tiếp. Rồi đây. Hành trình chinh phục cá lóc. Y giờ lâu xin phép bắt đầu. Hai bố con vừa chèo xuồng khá là xa nha, đang trên một cái khu vực đảo nhỏ nha, đây có đàn trâu này. Để câu thử cái mé bên này thì có cá lóc này không nha. Em sẽ câu cặp mé cỏ này nha, thấy có cá thở, không biết cá gì thở. Mình thử nha. Cái này là cá trắng này nha. Cái này thì chiều mát mới vào. Cá lóc thì chiều mát mới vào nhiều hơn. Ui, cần 24 ném xa phết anh em ơi. Ném mà bay bạc ngàn luôn đấy. Bãi thì bao đẹp luôn á nha ơi. Nhưng mà hai bố con câu là không có cá luôn nha. Có thể là chiều nay động trời. Hoặc là ở đây chích điện nhiều quá cá không ăn. Giờ hai bố con chắc là về thôi anh em. Sẽ thu xuồng về. Thôi đi bơi, bơi. Về đi. Gió này không thua. Cuối cùng thì hai bố con cũng về tới lều rồi cả nhà ơi. Hôm nay thì móm thất thủ. Và hồi nãy thì bác tí bác có việc bận á, bác cũng về trước nữa. Giờ có hai bố con ngủ ở bờ đập thôi. Hôm nay không có cá, về không làm kịp cá rồi nha. Ăn cơm nguội nha. Với ruốc mang theo nè. Cái này là cũng là ruốc. Mắm ruốc thịt heo. Đây nước mắm với lại miếng cà chua thôi. Đấy. Hai bố con ăn tạm bợ thôi. Hy vọng là sáng mai câu thì có cá hay không. Cũng có rượu rồi nha. Đây, nhìn bố con ở đây. Hôm nay mưa dông quá nên là hai bố con cũng không có... Không đấu được. Không có câu cần cắm luôn cả nhà. Không cắm câu luôn nha. Chắc là để cái cần cắm bữa sau câu. Giờ cũng tạm đây, không biết tối nay mưa nó có tạt không. Hy vọng là tối nay mưa nó không có tạt. Là hai bố con ngủ là mai còn tiếp. Rồi mời cái nhà ăn cơm nha. Hẹn cái nhà vào ngày mai. Ngày thứ hai có mặt tại Gia Lâu rồi cả nhà. Sáng hôm nay thì 5 giờ sáng hai bố con dậy nấu nước này. Sáng chờ sườn nấu mãi mới được một nồi nước nha. Giờ là bắt đầu chế mì ăn nha. Trời ngồi kia đang còn giá như hôm tối. Tranh thủ ăn nhanh có mì tôm có sức rồi ra đánh luôn rồi nhồi. Tầm này chèo ra kia đó là nó sáng rồi đấy. Rồi. Tối hôm qua hên là không mưa không gió vậy cả nhà. Ngủ cũng ok phết. Vòng cái đường nó cao đài cũng được.
ráp cái cần ra cho nó ném được ném luôn. Tại bây giờ là 5 giờ sáng rồi nha. Hai con bắt đầu di chuyển mấy câu nha. Thì cái thời gian buổi sáng là thường là thời gian mà cá ăn mạnh nhất á. Thì hai con sẽ đi câu thử buổi sáng hôm nay xem như nào. Nếu mà sáng nay không có thì chắc là rút luôn rồi nha. Thời tiết hôm nay cũng khá là xấu nha. Buổi sáng nhưng mà mây nó vẫn đen âm u nha. Chứ không phải là sương mai nha. Thời tiết khá là khoai. Để xem thử hôm nay cá nó có ăn không nha. Giờ thì hai bố con sẽ di chuyển ra cái đảo hôm qua nha. Đảo hôm qua là em đang đánh giá là vị trí mà đắc địa nhất đó. Ra đó mình câu luôn. Cùng đến đảo câu rồi nha. Giờ hai con bắt đầu ra cần nha. Đấy, hai con bắt đầu ra cần câu. Tranh thủ mình đi trước mình câu nha, chứ không là hết cá mất. Nhưng mà sẽ câu cái lỗ này xem sao này. Cái này cũng im lắm. Ui, có cá dở bên kia này. Đó. Giờ mình sáng ra mình đi câu thì mình để ý cá táp đâu mình câu đó anh em nha. Cá táp đâu mình câu đó cho nhanh. Mình thấy cá táp bên này nè. Sáng giờ có thấy lóc không anh? Không. Có cái lóc luôn à? Chán đời rồi. Giờ hai con di chuyển qua bên phía bên kia này. Chứ đi sâu cái anh kích điện này chắc là món chắc rồi. Rồi, hụt rồi em ơi. Kỳ vậy ta. Cá táp hụt rồi em ơi. Tranh thủ bắt cá ở đây nè, không chạy mất. Thank you.
con đầu tiên anh em ơi. Quá phê. Con đầu tiên nha. Cứ nghĩ là không có cá lóc rồi nha, nhưng cuối cùng là lên con đầu tiên. Nó tấp hụt mê man cả nha. Xong anh kia anh lại, anh dí anh te cái nó không ăn nữa. Xong cái anh kia anh đi cái nó ăn lại này. Đây cả nha. Mùi HPA nha. Ui test cần mới thành công rồi nha. Cần 24 mega. Dây bun kinh nha. Tuyệt vời. Con cá nào bố ơi. Con cá đầu tiên. Này qua khoe thành quả cả nhà ơi. Trời ơi. Cái bãi này mà không có lóc thì nó hơi vô lý cả nhà ơi. Thật sự luôn. Bãi quá đẹp, quá nhiều cá con, quá đẹp luôn, thiên đường luôn. Nhưng mà mấy ảnh đi mấy ảnh triệt dữ quá thành ra cá nó không có thôi chứ không phải là không có cá đâu. Con này chắc thả bố ơi. Nhỏ quá mà. Nhỏ quá. Rồi đang câu sao ông táp hụt. Táp hụt xong cái ông dí điện qua cái nó im ru, nó không ăn nữa. Con tưởng nó chết luôn rồi chứ. Xong hồi nó ăn lại. Đấy, phải dậy chứ. Mặt trời bắt đầu ló dần lên cả nhà ơi. Bắt đầu chim thú bắt đầu bay kêu, nghe tiếng hấp dẫn thiệt. Cái view đúng là tuyệt vời luôn. Hiện tại là tỷ số bây giờ là em là một con cá cả nhà. Anh kết thủ kia anh chưa được con nào luôn. Đấy, em đã được một con rồi đấy. Tỷ số bây giờ là 1-0 nha. Giờ em cứ đi sẽ miên man theo những cái khe cả nhà. Này câu có lóc nha. Sáng này cứ me chỗ nào táp mình quýnh cho lẹ. Sau đó bào lì sâu. Nhưng mà em sợ là không có cá lớn đâu. Tại nếu mà đi kích như này thì cá không lớn kịp luôn á. Rồi tiếp tục câu nha. Nãy giờ có pha táp nào không bố? Bố mang thì mới trang bị bộ máy đứng này, ném chưa quen lắm, chưa được xa lắm. Tầm này chắc cỡ hơn 30 mét xíu. Chắc không tới đâu. Chắc 25 mét bố nhỉ? 25 mét cho mình nhìn cũng rất là xa đấy. Cần 2m7 nha. Đi câu mà gặp chích điện nản không ha? Nãy con đang ném ổng chích ngay cái đầu cờ, ngay cái đầu mồi luôn, xung đậu luôn. Thế làm sao mà ổng không vô nữa, ổng vô tí nữa là con cá rộng đậu rồi. Ui. Xảy rồi em ơi. Sao ta táp trúng mà sao xảy ta? Kỳ vậy. Rất là khó hiểu. Nhả liền sao đây? Cảm giác là táp trúng rồi mà. Bao sáng giờ đắm đuối mà mới được con chút xíu cả nha. Chưa bao giờ có cảm giác mà câu cá mà nó bất lực như thế này. Giá như Việt Nam mình mà cấm được kích điện thì nó thiệt. Nhưng mà cái vùng ở Tây Nguyên Gia Lai em cả nha, câu cá không bao giờ hết, em thật luôn. Tại vì đập nhiều hồ, nhiều ao nhiều đấy. Cỏ, mênh mông, rừng rú các thứ đấy. Nếu mà chỉ cần không có kích điện thôi là câu cá không bao giờ hết cả nha, thật luôn. Mà trong khi đó lực á, thì là có rồi. Nhưng mà thấy cũng chả ai làm cả nha, chán thiệt. Bất lực. Đây kìa, tính mang con cá lóc về nuôi á. Mà lười quá. Ui nó ói ra con cá con đây luôn nè cả nhà. Hay thiệt. Nên là mang quyết định thả luôn nha. Thả nó về cho nó tự lớn. Hy vọng là đừng bị chích nha. Okay. Này. Ói ra con cá con luôn nha. Rồi về nha, khi nào lớn gặp lại nha, đừng để bị chích nha. Về đi. Đó.
muối dầu đi. Đây nè, ói là cái con hai ba con ăn no dữ. Rồi về thôi anh em ơi. Cuối cùng cũng lên bờ cả nhà ơi. Bây giờ là 7:30 sáng nha. Nhưng mà sáng đánh từ 5 giờ tới 7 rưỡi là tầm 7 giờ là tầm 2 tiếng. Hơn 2 tiếng mà không có cá cả nha. Bây giờ hai bố con quyết định là sẽ thu lèo nha, dọn đồ về. Rồi xong rồi tí nữa xuống kia thả tí lưới nữa cả nhà, kiếm cá ăn xong rồi về ha. Hai bố con tính ra thả lưới rồi về cả nhà. Con có cá, tính ra thả lưới tí ăn cơm trưa. Mà tay lưới để ngoài đó ai lấy mất cả nhà. Giờ không có lưới thả luôn nên là quyết định là bây giờ đi về cả nhà. Về ra ngồi kia ăn nghỉ ngơi. Xong rồi sẽ di chuyển lên chỗ màu 1 nha. Khám phá một điểm câu mới. Cả nhà cùng theo chân em ăn nha.